Etihad Airlines. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airlines. Quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, không hạ tầm che cửa sổ và đóng màn ăn vì chúng tôi chuẩn bị đâm thẳng vào team crush của các bạn. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt lành. Người ta nói không sai, nhãn sắc là drama queen. Đừng quên em đây người soi mói nhìn cái đôi mi công. Anh cần một người đi sống sống thì mình để anh cứ về thôi đi. Rồi ngoài em anh không cần thấy gì. Today,